Ngay khi lượng du học sinh Việt Kiều trở về nước và được đưa đi cách ly, những tình huống dở khóc dở cười bắt đầu xảy ra. Bởi người thì chê nơi ở, người lại muốn tự cách ly ở nhà. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ du học sinh được người thân bên ngoài tiếp tế đồ ăn đến đồ dùng. Có người mang hoa quả, mang quạt, thậm chí là bê cả tủ lạnh vào khu vực cách ly. Lượng người mang đồ vào khu cách ly lớn khiến lực lượng dân quân vô cùng vất vả. Gần đây nhất, một trường hợp mang đồ vào khu cách ly khác cũng khiến dân mạng chú ý không kém, đó là bê nguyên một chú gấu bông vào nơi cách ly. Theo bài đăng trên trang mạng xã hội có đông thành viên theo dõi, chú gấu bông được hai chú dân quân ship vào tận khu cách ly là của một bạn du học sinh mới trở về tránh dịch. Trên tay bé gấu có để lại giấy nhắn, dù hơi mờ nhưng cũng có thể thấy dòng chữ ghi khu cách ly là ký túc xá thuộc một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, tên và năm sinh người nhận. Kèm theo đó là dòng trạng thái. Hình ảnh hai đồng chí dân quân ship con gấu bông người nhà gửi cho bé trai đi du học về bị bóc đi cách ly. Bé sinh năm 2001, phải có gấu ôm mới ngủ được. Tính ra thì sinh năm 2001, nay cũng đã 19 tuổi rồi. Chú gấu khá to khiến dân mạng suy đoán người nhận chắc phải yêu thú bông lắm mới không thể thiếu được như vậy. Mặt khác, không ít cư dân mạng lại cảm thấy hình ảnh này thật sự dễ thương, bởi các chú dân quân đã không quản ngại nắng nôi, đường xa, phi xe để ship gấu bông cho người bị cách ly. Và bên cạnh những lời khen dễ thương dành cho hai chú dân quân đi ship gấu bông, thì không ít ý kiến cho rằng những bạn du học sinh đang thực hiện cách ly nên có chừng mực hơn. Trong giai đoạn cách ly thế này thì nên tối giản lại, bớt việc cho các chú, các anh dân quân. Có lẽ với nhiều người, việc ship một chú gấu bông như thế này là không hề khó. Song trong bối cảnh hiện tại khi dịch COVID-19 đang lây lan, các nhân viên tại khu cách ly đang phải làm việc hết công suất, thì những du học sinh Việt Kiều hãy cảm thông hơn, đừng đưa ra những yêu cầu không thật sự cần thiết. Còn bạn thì bạn nghĩ sao về vấn đề và có ý kiến gì với người thân bên ngoài gửi đồ vào khu cách ly hay không? Hãy chia sẻ với chúng mình nhé!